Chào tất cả anh em, nay mình giới thiệu đến em chiếc bật lửa độc lạ của Nhật nha. Hình dáng nó giống như cái bình bơm hơi, bơm bánh xe. Mấy cái bánh xe này nó chạy được luôn nha. Nó làm giống như cái chạm xăng, cái gì ống giống cái đồ bơm xăng nha. À, cái này là chắc là bơm hơi thôi, sử dụng ga nha, đánh lửa bằng IC, hàng của Nhật da băng. Rất là nhạy nha. Để em đo kích thước nha. Chiều dài nó là 8,5 cm, chiều cao từ dưới chân nó lên tới đỉnh luôn là 13 cm. Còn cái bề ngang này 4 cm nha, 4,5 cm. Này 8,5. Chung kích thước cái này để bàn chân này rất là đẹp, sử dụng ra đẹp, không có cấn móp gì nha. Có cái chỗ này nó giấu nó móp vô mà không biết là do nó sản xuất hay là lúc vận chuyển về nó bị, thì không biết. Này là hơi xíu đây nè, giống cái này giống như cái dấu của nó lúc nó làm ra nó bị, chứ không phải là bị cấn. Ngoài ra là không có bị cấn chỗ nào hết, đẹp. Nó mạ nó dạng như mạ giả cổ màu đồng đỏ nha. Chỉnh da lớn nhỏ ra đây, chỉnh lớn nè. Còn bên đây sạc ra rồi. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha. Kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.